Viêm cánh hay nói thẳng ra là hôi nách. Nó là một cái nỗi sợ mà hoang mang, liệu rằng nó có kiểu kiểu hoài nghi không biết là nó có phát ra từ cơ thể mình không. Nó là cái nỗi sợ mà phải ngửi cái mùi đấy từ cánh của một người khác. Mà cái nỗi sợ này nó đi từ mùa đông sang mùa hè, chỉ là ấy, đến mùa hè thì dường như là chúng mình có nguy cơ phải đối mặt với cái mùi đấy nhiều hơn. Và đặc biệt ấy, mình để ý là cánh đàn ông, các bạn con trai sẽ có khả năng cao phát ra cái mùi này hơn, tại vì là mọi người kiểu toát nhiều mồ hôi hơn, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn ấy. Thế nên là lúc này lăn khử mùi hay là lăn nách sẽ là vị cứu cánh để giúp cả xã hội thoát khỏi cái mùi hôi nách mọi người ạ. Mọi người đã quay trở lại với channel của iBeauty. Mình là Khánh Linh và mình đã quay trở lại rồi đây. Video này thì mình sẽ bắt đầu bằng một trải nghiệm hơi mùi của mình trong mùa hè năm nay và cả năm vừa rồi nữa. Đấy là khi mà mình đi học ấy, mình ngồi ở trong lớp ấy, thì mình hay ngửi thấy một cái mùi nó ngai ngái, nó nồng nồng. Mình đã quan sát, mình đã để ý. Và tại vì mình là một người tinh tế cho nên là sau một vài lần thì mình đã biết chủ nhân của cái mùi đấy rồi. Và tức là chỉ trong phạm vi bán kính khoảng 1,5 mét đổ lại là mình đã ngửi rất là rõ cái mùi đấy. Thì mình không biết là bạn ấy có biết là mình bị viêm cánh hay không? Không biết là có ai nói với bạn đấy rằng là cậu ơi cậu bị viêm cánh hay không? Và mình cũng ước là mình đủ thân với bạn đấy để mình có thể góp ý cho bạn đấy là cậu ơi, nách cậu hơi bốc mùi, cậu hãy dùng lăn khử mùi đi. Mình mong là các bạn con trai khi mà xem video ngày hôm nay thì có thể tự check lại cái mùi của mình hoặc là hỏi ý kiến của những người thân để biết là mình có thể nên dùng lăn khử mùi hay là không nhá. Khi mà mình tìm hiểu về cái vấn đề này ấy, thì mình đã biết là cơ thể của một người bình thường trưởng thành có khoảng 4 triệu tuyến mồ hôi và nó phân bố khắp cơ thể. Và việc toát mồ hôi cũng là rất là bình thường đúng không? Để giải nhiệt cho cơ thể này, để thải độc cho cơ thể này. Và các cái tuyến mồ hôi mà phát ra sự hôi ấy, thì nó thường xuất hiện ở các cái nang lông như kiểu là tóc này, các vùng kín mà có lông này đấy. Mặc dù là cái việc toát mồ hôi nó rất là bình thường, thế nhưng mà ở một số người ấy, thì nó lại không được bình thường cho lắm khi mà cái mồ hôi của họ dường như là phát toát ra nhiều mồ hôi hơn, và ở đó thì tập trung những cái vi khuẩn mà khi phân hủy cái mồ hôi đấy nó tạo ra một cái sự hôi rất là hôi. Để bắt đầu thì mình sẽ nói về những cái lưu ý khi mà lựa chọn một sản phẩm lăn khử mùi. Thì cái lưu ý đầu tiên là hãy lựa chọn một sản phẩm lăn khử mùi mà có chức năng giữ thông thoáng cho cơ thể trong nhiều giờ đồng hồ thì càng tốt. Và đặc biệt là những hôm nào mà nắng nóng quá hay là hoạt động nhiều quá ở ngoài trời thì nó sẽ bị ướt cái phần nách áo đúng không mọi người? Thì nó sẽ rất là mất thẩm mỹ. Còn đối với các bạn nào mà bị hôi nách thì việc mà sử dụng lăn khử mùi tiết chế, hạn chế lại cái sự toát mồ hôi đấy thì nó cũng sẽ hạn chế cái thức ăn cho cái vi khuẩn ở các vùng đấy của các bạn. Nó sẽ không có cái gì để nó phân hủy và tạo ra cái mồ hôi ấy, thì nó sẽ hạn chế được rất nhiều việc tiết ra một cái mùi không thơm trong cái mùa hè này. Và nếu có thể thì các bạn cũng nên chọn những cái sản phẩm lăn khử mùi mà nó có một cái mùi thơm, một cái mùi thơm nhẹ nhàng thôi, thì nó cũng sẽ giúp cho cơ thể của chúng mình có một cái mùi nó dễ chịu hơn. Lưu ý thứ ba đó chính là nên chọn các sản phẩm lăn nách mà nó có thiết kế tiện lợi, nhỏ gọn, dễ sử dụng, có thể mang đi chẳng hạn. Thì thực ra mình thấy trên thị trường hầu hết bây giờ là các sản phẩm thiết kế kiểu rất là tiện lợi, rất là tối ưu cho người dùng rồi. Và lưu ý thứ tư cũng là lưu ý cuối cùng đó chính là hãy chọn các sản phẩm mà có thành phần thiên nhiên, an toàn cho da, đặc biệt ấy, là hạn chế cồn thôi. Tại vì nếu như bạn nào mà da nhạy cảm thì dùng các sản phẩm có cồn nó sẽ bị rát da, đặc biệt là bạn nữ nào chẳng hạn mà hay có tiết mục là cạo hay là wax lông nách thì việc mà sử dụng các sản phẩm có cồn nó sẽ gây rất là sót da đấy. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ recommend cho các bạn kha khá sản phẩm lăn khử mùi để cho mọi người có thể lựa chọn. Và mình sẽ phân chia như sau: 3 sản phẩm đầu tiên sẽ là 3 sản phẩm mà giúp
thông thoáng cơ thể này và ngừa mùi một cách nhẹ nhàng cho bạn nào muốn hạn chế mồ hôi và kiểu bị mùi nhẹ nhẹ thôi ấy, thì có thể sử dụng. Còn các sản phẩm sau đó là sẽ là các sản phẩm đặc trị dành cho các bạn nào mà có mùi hôi đặc biệt hơn. Ok, let's get started. Sản phẩm đầu tiên thì chắc là ai cũng biết rồi, nó phổ biến đến mức mà mọi người có thể tìm mua ở tất cả mọi nơi, thì đây là Nivea Men dành cho con trai. Nivea thì là một brand đến từ Đức và thực sự là hãng này có rất nhiều mùi, rất nhiều mùi. Nhưng mà qua trải nghiệm của bản thân, tức là mình đã ngửi thử và cũng như là xin ý kiến của kha khá những người đàn ông con trai xung quanh mình, thì mình sẽ để xung quanh màn hình đây những cái mùi mà mình nghĩ là nó sẽ dễ sử dụng với đa số mọi người. Đó, thì còn bây giờ mình sẽ nói về hai cái dạng của Nivea, đó là dạng lăn và dạng xịt. Thì mọi người nhìn này, dạng lăn đầu tiên thì nhìn nó sẽ nhỏ gọn, dễ mang theo hơn. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì dạng xịt nó tiện lợi hơn. Khi mà dạng lăn dùng xong thì nó sẽ hơi nhờn, nó mình sẽ phải chờ nó khô ấy. Còn dạng xịt thì xịt nó sẽ kiểu mát lạnh xong rồi nó sẽ nhanh khô. Về giá thành thì hai em này cũng rất là ổn áp. Có nhiều dung tích khoảng từ 50ml đến 100ml và giá thành cũng chỉ khoảng từ 50.000 cho đến 130.000. Nói chung là giá rất là ok, dùng được khá là lâu. Các sản phẩm của Nivea thì trong thành phần có muối nhôm, sẽ giúp ngăn ngừa mồ hôi và ngăn ngừa sự sản sinh của vi khuẩn gây cái mùi trên cánh của chúng mình. Và ngoài ra thì thành phần theo như hãng giới thiệu thì đều có thành phần hầu như là thiên nhiên. Và đặc biệt điểm mình muốn nhấn mạnh đó là sản phẩm không có cồn thì sẽ phù hợp với các bạn mà có da nhạy cảm. Và mặc dù là hãng quảng cáo ở đây là ngăn mồ hôi tới khoảng 48 giờ, tức là 2 ngày. Nhưng mà mình không kỳ vọng cái điều đấy, mình nghĩ là mọi người sẽ chỉ kỳ vọng là một ngày thôi, thông thoáng một ngày thôi là đủ rồi. Tại vì về mình vẫn phải tắm gội, mình vẫn phải tắm rửa. Và ngày hôm sau thì mình sẽ lại lăn lại, sẽ lại xịt lại để đảm bảo cái hiệu quả. Ưu điểm tiếp theo của Nivea Men đó chính là không làm ố vàng áo. Thì cái này sẽ cần lưu ý cho các bạn học sinh này, hoặc là các anh làm văn phòng mà hay mặc sơ mi sáng màu, kiểu tốn rất nhiều tiền cho một chiếc sơ mi xong rồi nó lại bị vàng thì sẽ phải bỏ áo. Thực sự á, nếu như mà cái nách áo bị ố vàng sẽ rất là khó tẩy luôn. Từ nay đến giờ thì chỉ khen Nivea Men thôi. Thế còn cái nhược điểm của em nó là gì? Chính là cái hiệu quả của em nó ở trong một cái môi trường quá là nóng, quá là nắng, hay là hoạt động với cường độ quá là nhiều, thì lúc này hiệu quả của em nó không còn được phát huy như lúc ban đầu nữa. Cho nên là nếu bạn nào mà hay phải hoạt động mạnh ấy, thì sẽ xem các sản phẩm phía sau nhé, nó sẽ hiệu quả cao hơn em Nivea Men này. Sản phẩm tiếp theo chính là Resona, đã một thời cũng làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam rồi. Mình nhớ là hồi còn kiểu nhỏ nhỏ ấy, là suốt ngày thấy quảng cáo của Resona với cả Nivea trên TV. Thì em này, điểm đầu tiên mà mình ấn tượng ấy là cái bao bì của em này. Nó là kiểu dốc xuống như này mọi người ạ. Đó, thì nếu như bạn nào mà đã có kinh nghiệm sử dụng lăn nách rồi thì sẽ biết là khi mà nó còn ít á, chúng mình sẽ phải dốc cho nó xuống thì mới có thể lăn được. Với cả những cái thiết kế kiểu như Nivea như thế này, tại vì lúc mà hết ấy thì nó cái dung dịch nó bị tụt xuống đây đúng không? Thế còn đối với cái thiết kế dốc xuống như thế này như kiểu Resona thì lúc nào dung dịch nó cũng sẵn sàng để cho mình sử dụng luôn mà không phải dốc. Đó. Tiếp theo, vừa là ưu điểm và nhược điểm của em này, đó chính là cái mùi nguyên bản của em này khá là mạnh. Thì nó sẽ là ưu điểm với những bạn nam nào mà không sử dụng nước hoa và vẫn muốn có một cái mùi thơm nam tính đấy. Nhưng mà sẽ là nhược điểm với bạn nào mà muốn sử dụng nước hoa. Tại vì kiểu cả hai mùi của Resona và nước hoa đều mạnh ấy, nó sẽ mix với nhau và nó sẽ giảm cái hiệu quả của cái nước hoa. Nó sẽ thành một cái mùi nó không thực sự tinh tế nữa. Đó, và bạn nào mà kiểu da rất là nhiều mồ hôi thì cái sự mùi không thơm đấy nó sẽ trộn với cái mùi thơm này, nó tạo ra một cái hỗn hợp mùi. Nếu các bạn đã từng ngửi cái hỗn hợp đấy rồi thì mọi người sẽ biết là nó ám ảnh như thế nào, nó không thoải mái đâu mọi người ạ. Tiếp theo mình sẽ nói về thành phần của em này, thì cũng giống như Nivea, em này có hợp kim nhôm. Thế nhưng mà tỷ lệ của hợp kim nhôm của Resona cao hơn so với Nivea, nên là nếu như dùng Resona cho sơ mi trắng mà không giặt áo luôn để 1-2 ngày
là nó sẽ thành ố vàng áo nha mọi người. Và thành phần của Rexona này cũng không có cồn giống như Nivea, sẽ hợp cho bạn nào mà có da nhạy cả. Tuy nhiên vì không có cồn nên là dùng em này lăn xong khá là lâu khô, mình phải chờ hoặc là hong trước quạt chẳng hạn cho nó nhanh khô trước khi mà đi ra ngoài nhé. Về hiệu quả của em này thì mình đánh giá là thấp hơn so với Nivea. Theo review của các cánh đàn ông là khoảng 1 đến 6 giờ đồng hồ đầu thôi, còn sau đó thì hầu như là không phát huy được hiệu quả như ban đầu nữa. Thì mình sẽ recommend em này với cái mức giá là 100.000 cho 50ml, sẽ hợp với các bạn mà ít ra nhiều mồ hôi, không bị hôi nách nhiều và muốn cơ thể thoang thoảng một cái mùi quyến rũ của lăn nách và không dùng nước hoa nha. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, đấy là X-Men for Boss. Thì cái này là một brand đến từ Việt Nam nha mọi người. Em này thì là mình có ở đây là cái phiên bản dạng xịt của em nó. Thì ấn tượng đầu tiên của mình về em này là cái mùi. Cái mùi theo hãng quảng cáo là gỗ hương đàn. Thì mình cảm thấy là nó thơm, mà nó thơm kiểu trầm ấm, trầm tính hơn là so với cả cái em Rexona for Men này. Về cái dạng xịt như thế này thì nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm của các lăn khử mùi dạng lăn. Đó là nó sẽ không bị nhờn dính và phải chờ khô trước khi mà mặc đồ vào. Em này thì nhớ là các sản phẩm dạng xịt á, mọi người hãy lắc đều trước khi mà xịt lên nha. Về hiệu quả của em này thì mình đánh giá là nó cũng xem với hai em kia thôi. Nó cũng sẽ không phù hợp để vận động quá nhiều ở ngoài trời và sẽ toát nhiều mồ hôi, hay là cũng không phù hợp để cho bạn nào mà có quá nhiều mùi. Cuối cùng về giá thành của em này thì 120.000 cho 150ml, ok, hợp lý đúng không? Vừa rồi là ba cái brand khử mùi dành cho nam mà mình cảm thấy là ok, giá thành hợp lý và sẽ phù hợp với những ai mà không ra quá nhiều mồ hôi, không ra quá nhiều mùi, không vận động quá nhiều ở ngoài trời. Còn bây giờ sẽ là đến màn review những em mà đặc trị dành cho những bạn nhiều mồ hôi hơn, mùi hơn. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Em đặc trị đầu tiên mà mình muốn recommend đó chính là em Aquaceline. Em này thì đến từ brand Oceanic của Ba Lan. Thì cái ngoại hình của em này gần giống như em Rexona, mọi người nhìn thấy không? Đó, cũng là cái dáng lăn úp xuống như thế này. Thì cái ưu điểm mình đã nói như ban nãy rồi, chỉ là cái ngoại hình của em này thì nó sẽ không nam tính như là so với cả em Rexona for Men thôi. Về thành phần của em này thì cũng giống như hai em lăn mình vừa recommend, đó chính là em nó cũng có bột nhôm để ức chế mồ hôi tiết ra này, cũng không có cồn để phù hợp cho các bạn nào mà có làn da nhạy cảm này. Tuy nhiên điểm cộng của em này là thành phần của em nó có chiết xuất bisabolol từ hoa cúc, thì sẽ giúp hạn chế cái sự phát triển của vi khuẩn. Thì cái mình đã nói rồi, vi khuẩn là một trong những nguyên nhân tạo ra cái mùi rất là hôi đúng không? Và ngoài ra thì em nó còn có B5 nữa, sẽ giúp vừa dưỡng ẩm cho da của chúng mình luôn. Thì kiểu da nó sẽ được giữ một vùng da đủ ẩm, không bị khô và không bị tối màu nữa. Ưu điểm tiếp theo của em này cũng không làm đổi màu vùng dưới cánh tay của áo. Đó thì sẽ phù hợp với bạn nào hay mặc sơ mi sáng màu. Về cách sử dụng của em này thì ở đây hãng có đề cập đó là sẽ dùng 3 đến 5 ngày liên tiếp, sau đó thì sẽ duy trì khoảng 1 đến 2 lần một tuần để duy trì cái hiệu quả của nó. Tuy nhiên thì theo nhận xét của mọi người mà mình quen đã sử dụng em này ấy, thì mình nhận ra một điều là cái cách dùng đấy sẽ phù hợp với những ai mà không ra quá nhiều mồ hôi, không ra quá là nhiều mùi thôi. Còn đối với những ai mà ra nhiều mồ hôi và bị mùi nặng ấy, thì sẽ nên hàng ngày hoặc là cách ngày, chứ không nên để 1 đến 2 lần một tuần thôi, thì dường như là cái mùi đấy nó sẽ vẫn lan tỏa khắp không gian nha mọi người. Và về hiệu quả của em này thì mình đánh giá là cao hơn tất cả các sản phẩm mà mình vừa review ban nãy. Tuy nhiên thì vẫn chưa bằng cái em chùm cuối ngày hôm nay đây. Và chùm cuối của chúng ta chính là em Etiasil này. Em nhỏ nhất nhưng mà có võ nhất theo cảm nhận của mình trong các sản phẩm mà mình vừa review ngày hôm nay, với dung tích là chỉ 15ml thôi. Đó, rất là nhỏ gọn, mang đi đâu cũng được đấy. Em này thì khác với tất cả các sản phẩm khác, đó chính là trong thành phần có cồn nha mọi người. Thì cái này là nhược điểm, tại vì em này mình đã từng sử dụng rồi và mình cảm thấy là nếu như hôm nào mà mình vừa wax lông nách hoặc là cạo lông nách xong ấy, thì dùng em này sẽ bị rất là sót, tại vì em nó có mùi cồn khá là nặng luôn ấy.
Nhưng mà may cái là cái mùi cồn này nó sẽ bay hơi khá là nhanh sau khi mà mình sử dụng. Nó không có mùi thơm như các sản phẩm vừa rồi nhé mọi người. Và để mà so sánh giữa em Etiasil và em Ocasaline này thì mình cảm thấy là em Etiasil này ngăn mồ hôi không tốt bằng Aquaseline, nhưng mà ngăn mùi hôi ý, gần như là tuyệt đối luôn. Tại vì ý, cái bạn mà cũng khá là thân của mình, bạn ấy dùng cái này đã feedback là hiệu quả gần như là tuyệt đối luôn. Thế nên là mình cũng khá là tin tưởng vào cái khả năng khử mùi của em này. Và về cái giá thành thì giá cho 15ml Etiasil là khoảng 200.000, còn giá cho 50ml Aquaseline là 200.000, thì tính ra Etiasil này vẫn là sản phẩm đắt nhất trong cái list mà mình recommend ngày hôm nay. Vừa rồi là các sản phẩm khử mùi hôi cánh dành cho nam mà mình đã giới thiệu cho các bạn. Duy có cái em Etiasil này thì có thể dùng được cho cả nam cả nữ, còn các sản phẩm còn lại thì hãng đã đều đề cập là for men, tức là chỉ dành riêng cho nam rồi, thì mọi người có thể tham khảo nhé. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ tìm được một cái sản phẩm phù hợp cho mình, cho nhu cầu và cơ địa của mình. Đấy thì sẽ giúp cho bản thân mình tự tin hơn này, giúp cho mọi người cũng sẽ thoải mái hơn khi mà tiếp xúc với mình, sẽ giúp cho các mối quan hệ là sẽ gắn kết hơn, chứ không phải là làm hôi nách sẽ làm xa cách mọi người nữa. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ ấn like, ấn share và ấn subscribe channel của nhà iBeauty nhé. Còn bây giờ thì bye.